chào các bạn. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để các bạn có thể là từ một cái máy tính laptop hoặc là một cái máy tính PC mà các bạn có thể chia ra hai cái màn để các bạn có thể làm những cái công việc riêng biệt các bạn nhé. Ví dụ như đây các bạn này, ví dụ như là cái laptop này hiện tại đang đọc báo đúng không? Cái màn hình này đang đọc báo, thì cái màn hình bên này thì đang xem video, thấy chưa? Đấy, nhiều lúc là các bạn gặp cái trường hợp là kiểu như là các bạn đang phải làm việc mà con nhỏ bên cạnh cứ bảo là cho xem phim hoạt hình hay gì đấy. Thì nếu mà cho xem ở cái này thì các bạn sẽ không có cái laptop làm việc. Bởi vậy nên là giải quyết đó chính là làm một cái màn hình khác để bên kia, sau đó bật video cho nó xem. Còn cái màn hình này thì chúng ta vẫn có thể đọc báo hoặc là làm việc của chúng ta mà nó không ảnh hưởng đến cái màn kia. Ok, một cái máy tính mà lại làm hai công việc như thế. Vậy thì chúng ta làm như nào? Đầu tiên thì các bạn cần phải sắm một cái màn hình khác, một cái màn hình khác nhé. Ví dụ đây, một cái màn hình khác. Tiếp theo là nó sẽ có một cái dây kết nối từ cái màn hình vào đây. Ví dụ như là cái laptop này của mình thì nó hỗ trợ. Đây mình sẽ cho các bạn xem gần. Mình sẽ rút này ra. Ví dụ cái laptop này của mình này thì nó đang hỗ trợ hai cổng. Đó chính là cổng VGA đây và cổng HDMI. Vậy nên là các bạn có thể sử dụng một trong hai jack, là một là VGA, hai là HDMI, để các bạn có thể chuyển sang một cái màn khác. Và lưu ý là cái màn đó phải hỗ trợ một trong hai cổng này nhé. Ví dụ các bạn cắm VGA thì cái màn này phải có VGA, HDMI thì cái màn này phải có HDMI, để các bạn đỡ phải dùng các cái jack chuyển đổi ấy nhá. Bây giờ mình ví dụ luôn này. Ví dụ cái màn này nó có một cái jack HDMI đây, thì mình sẽ cắm cái jack HDMI này vào cái màn này thôi. Đây, cắm vào như này thôi. Đấy, cắm bình thường có những bạn cắm vào nó sẽ không, nó chưa nhận, nó sẽ chưa nhận này. Thì các bạn hãy làm như này cho mình. Các bạn ấn Windows P, giữ phím Windows và ấn chữ P. Windows P. Đấy, thì nó sẽ hiển thị ra các cái ô như này này. Đây, các cái ô như này. Đây, các cái ô như này. Được chưa? Nếu mà các bạn chọn là Disconnect Protect này à, thì nó chỉ có cái màn của cái thiết bị chính này sử dụng thôi. Nếu mà các bạn chọn là Duplicate thì cả hai cái màn này cùng hiển thị, cùng một khung hình, cùng hiển thị trên cùng một khung hình, cùng một tác vụ. Nếu mà các bạn chọn là Extend thì hai cái màn này cùng hiển thị, tuy nhiên là nó sẽ có các cái tác vụ khác nhau. Nó sẽ có tác vụ khác nhau. Ví dụ đây, cái màn này đang hiển thị cái clip đúng không? Nhưng cái màn hình này nó không có gì. Thì nếu mà các bạn muốn cái màn này xem clip thì các bạn chỉ cần giữ cái clip này thôi, giữ cái tác vụ này, hoặc là ví dụ cái đấy, các bạn kéo sang, các bạn kéo sang thôi. Đây, bây giờ các bạn muốn cái này đang đọc báo đúng không? Đang đọc báo này. Các bạn muốn cái bên kia đọc báo này, các bạn giữ vào đây, kéo sang. Đây này, thấy không? Thả ra, bật to lên. Đây thì cái màn này đang đọc báo. Thì cái màn này hiện tại không làm gì đúng không? Thì các bạn muốn xem clip của cái màn bên này thì các bạn quay lại cái màn này. Đây, đâu cái video đâu à? Đây cái video này đúng không? Đây, thì cái này xem clip, còn cái này đọc báo. Ngược lại mà các bạn muốn mà cái này xem clip thì bạn lại kéo sang, bật to lên. Ok chưa? Thì vừa nãy thì mình đã thao tác ở trên laptop. Còn trên PC thì chúng ta sẽ làm như nào? Trên PC thì các bạn cũng làm y đúc như vậy. Các bạn cũng làm như vậy. Ví dụ đây, ví dụ mình có hai cái màn hình. Bình thường thì mình sẽ dùng cái màn này đúng không? Bình thường thì mình sẽ sử dụng cái màn hình này. Bây giờ mình muốn có hai cái màn thì mình sẽ mua một cái màn nữa và mua một cái dây để cắm vào cái card hình rời. Ví dụ card hình rời của mình nó có HDMI thì mình mua dây HDMI. Tức là ngoài cái jack mà mình cắm rồi ấy, ví dụ cái jack này đang cắm của mình là đang cắm là DVI. Đang cắm DVI và nó còn thừa thêm là cái jack VGA hoặc là jack HDMI thì mình sẽ mua hai cái jack dây như thế để mình cắm thêm vào cái card hình rời đó. Đấy, của mình đây nhá. Cái này của mình đang cắm DVI đây này. Và nó còn thừa một cái chân là DVI nữa và thừa một cái chân HDMI và một cái chân DisplayPort. Thì cái màn hình này của mình nó sử dụng HDMI thì mình mua một cái HDMI. Được chưa? Sau khi mua thì mình cắm vào. Cắm vào. Đấy. Cắm vào thì nó sẽ hiển thị như này. Thì các bạn có thể nhìn thấy là khi mới hiển thị như này thì là đang là hai cái này giống nhau. Đấy, cái này đang là giống nhau. Nếu mà giống nhau thì như vừa nãy mình bảo các bạn là duplicate
thì tức là giống nhau, đúng không? Thì chúng ta sẽ chỉnh như nào? Windows P, giữ phím Windows và chữ P. Đấy, nó sẽ ra các cái lựa chọn này này. Đấy, đang là duplicate đúng không? Về chúng ta sẽ lựa chọn phần dưới là phần extend. Extend tức là hiển thị hai màn hình, nhưng mà hai màn hình thì nó sẽ có các cái tác vụ khác nhau. Chọn này. Được chưa? Thì đây, các bạn có thể nhìn thấy là cái màn hình này hiển thị khác. Cái màn hình nó có cái icon này, nhưng màn hình kia không có. Đúng không? Bây giờ nhá, mình thử nhá. Bật cái này lên này. Cái này đang ở đây đúng không? Thì cái màn hình không hiển thị đâu, mình kéo này sang. Giữ xong kéo sang. Đây, kéo sang. Được chưa? Còn cái màn này, còn cái màn hình bên này thì mình sẽ vào mạng hay gì đó, mình xem phim chẳng hạn. Tùy, nói chung là tùy theo cái nhu cầu của bạn, miễn là làm sao là hai cái màn hình đã khác nhau. Được chưa? Nếu mà các bạn muốn hai cái màn hình này nó cùng hiển thị giống nhau thì lại Windows P chọn duplicate. Thì hai màn này nó giống nhau giống nhau. Nếu mà các bạn muốn chỉ hiển thị cái màn hình này chẳng hạn thì các bạn chọn gì? Đây. Đây, cái dòng này thì đúng này. Chọn cái này thì nó chỉ hiển thị cái này. Và chọn cái dòng dưới này thì nó sẽ hiển thị cái này. Đúng không? Đúng là bốn cái lựa chọn mà như laptop vừa nãy không? Nó cũng giống nhau. Ok. Thì bây giờ mình sẽ quay gần cho các bạn xem mình cắm như thế nào nhá. Kiểu là các bạn lại chưa hiểu. Đây các bạn này. Đây. Thì đây là cái card hình rời của mình. Cái card hình rời của mình. Thì cái card hình rời này của mình nó có rất nhiều cổng đây này. Đây mình rút cái này ra cho các bạn. Đây là DVI này. Đây cũng là DVI này. Đây là HDMI này. Đây là DisplayPort này. Thì các bạn có thể mua DisplayPort hoặc là HDMI hoặc là DVI. Tùy vào cái màn hình thứ hai của các bạn nó sử dụng cái dây gì. Như của mình là nó dây HDMI đúng không? Mình cắm vào đây. Đấy. Thì cái dây này này là nối vào cái màn hình màu trắng này. Còn cái dây này thì nối vào màn hình màu đen này của mình. Ok. Đây, duplicate. Thấy chưa? Hai cái màn hình. Rất đơn giản thôi. Rồi ok. Như vậy là mình cũng đã chia sẻ xong cho các bạn cách để các bạn có thể làm một lúc hai cái màn hình để các bạn có thể giải trí hoặc làm việc theo cái nhu cầu của bạn nhé. Từ một cái PC hoặc từ một cái laptop chia làm hai cái màn hình khác nhau và các bạn thực hiện các cái tác vụ khác nhau hoặc là giống nhau tùy vào cái nhu cầu của bạn. Ok, thì có những cái thắc mắc gì hoặc là những cái chia sẻ gì cho mọi người thì các bạn hãy comment ở dưới phần comment, hoặc là có những cái gì cần góp ý thì các bạn comment dưới comment cho mình. Còn bây giờ mình sẽ tạm dừng cái clip tại đây các bạn nhé. Chào các bạn và cảm ơn các bạn đã xem clip. Chào các bạn.